Hân hạnh giới thiệu cùng các bạn của tác giả Chuyện dài Tôi với trời bơ vơ của tác giả Phan Duy Trường. Hồi ký của tác giả được chính tác giả diễn giọng và hát minh họa. Piano và kỹ thuật thu thanh do Hoàng Nhi đảm nhiệm, thực hiện và phát hành Studio Sài Gòn thứ 7. Lời ngỏ cùng thân hữu. Khi đặt bút để viết tập truyện này là khi tôi đã xác nhận mình đã chết. Vâng, một cái chết đầu tiên của mình, đó là chết đi cho cái tôi của chính tôi. Con người hơn tất cả các tạo vật trên trái đất này là có được ý chí và cái tự do mà Thượng Đế đã trao tặng cho con người. Rồi cũng từ chính cái tự do ấy lại sẽ làm cho con người sinh ra dễ tự ái. Và cũng chính cái tự ái đáng sợ kia sẽ là cha đẻ ra tư tưởng tự cao tự phụ. Và từ cái tự kiêu ấy hình thành một cái tôi bất trị trong lòng. Từ cái tôi ấy mà thế giới chẳng còn yên bình, vì mỗi một đều muốn khoa trương cái tôi của mình. Ông to bà lớn thì có cái tôi lớn, rồi đến Bần Hàn cùng Đinh cũng có những cái tôi của riêng họ. Rồi khi cái tôi của mỗi người trỗi dậy thì bất an cũng theo đó mà gia tăng. Nhiều khi cái tôi ấy hay còn gọi một cách văn chương hơn là thị dục huyền ngã. Khi nó trỗi dậy thì con người luôn tự cho phép mình làm điều này hay điều nọ, hoặc áp chế người khác phải sống trong cái khuôn khổ của mình vừa sáng tạo ra. Mình có cái tôi để áp đặt thì thiên hạ cũng có cái tôi để áp đặt lại mình. Và bất đồng quan điểm, rồi bất hòa lẫn bất bình, rồi cuối cùng là bất mãn, cũng theo đó mà làm cho con người xa nhau. Mình sinh ra ai cũng thích có một kẻ hiểu mình. Nhưng khi họ hiểu quá nhiều về mình thì ngay lập tức họ lại trở thành kẻ thù địch nặng ký mà cần phải đề phòng một cách triệt để. Câu chuyện Tôi với trời bơ vơ là hồi ký của chính tác giả và được tác giả diễn đọc không phải là một bài học luân lý cho ai, nhưng đó chỉ là tâm tư mà tác giả muốn gửi gắm lại cho những ai đã gọi tác giả là bạn, là thầy, là cha hay là anh em, sẽ hiểu thêm chút ít về cuộc sống của tác giả đã phải đương đầu và trải qua những đối phó như thế nào trong đời sống giữa những thăng trầm và nổi trôi của những cái được và mất, giữa những hư danh và thực tế, trong những cuộc được mất còn không, trong đam mê lẫn trong những xác tín. Và ngang qua câu chuyện hồi ký Tôi với trời bơ vơ này, biết đâu quý độc giả vô tình tìm thấy cho mình được một lời khuyên nào đó trong lúc tuyệt vọng, hay tình cờ tìm thấy một hướng đi cho cuộc sống mà thiên hạ không biết đâu là lối xanh và đâu là đường tử, hay xem như một mẩu chuyện đùa vui khi trà dư tửu hậu mà có cái để bàn thì cũng nên. Mến chúc quý vị độc giả hoặc những quý vị thính giả đã nghe hoặc đã đọc hồi ký Tôi với trời bơ vơ được an mạnh nơi thể xác và bình an ở tâm hồn. Sài Gòn 2018, Phan Duy Trường. 50 tuổi đời là cái lứa tuổi mà ngày xưa các cụ hay bảo ngũ thập chi thiên mệnh. Rồi 60 tuổi là lứa tuổi các cụ xưa hay nói lục thập nhi nhuần nhĩ, có nghĩa 50 tuổi đã được xem là tuổi để biết được vận mệnh của đời người. Và 60 tuổi thì hết muốn tranh cãi vì cái gì cũng bỏ ngoài tai.
Nhưng xem ra hậu thế hôm nay có khối kẻ đã đứng vào lứa tuổi thất thập cổ lai hy rồi mà vẫn ham sân si, hơn thiệt từng lời nói, toan tính từng đồng tiền lẻ, thì thật họ quá đáng thương hơn là đáng trách. Thương họ vì họ không ý thức được việc họ làm. Thương họ vì họ không nhận thức được việc họ đang nghĩ. Và thương họ vì họ cố vơ lấy những cái vốn không làm cho họ to thêm hay làm cho họ có thể cao thêm dù chỉ được một phân. Ôi, cái lỗ tai nghe thì không bao giờ đầy, mắt nhìn không bao giờ thỏa, và miệng lưỡi nói không bao giờ hết ý nghĩ trong đầu. Mà khổ nỗi, ý nghĩ ấy lại luôn bất tín với tâm hồn của họ. Thành ra họ thay đổi ý kiến liên xoành xoạch, họ thay đổi cả ước mơ, và luôn quên điều cần phải nhớ, mà họ cố nhớ những điều cần phải quên. Vậy điều cần phải nhớ là cái gì? Là họ sẽ phải chết, và sau khi họ chết, cái họ để lại cho đời sẽ bị đời xóa bỏ, nếu không phải là ăn uống chia chác được. Còn cái mà chia chác ăn uống được thì kẻ thừa kế sẽ ăn, sẽ chia mà chẳng cảm ơn họ. Đấy là cách đời trả ơn cho nhau đấy. Cũng như bạn, cũng như tôi đã từng làm như vậy với những người đã từng sinh ra kẻ đã sinh ra mình, có nghĩa là ông bà tổ tiên. Vậy điều cần phải quên là gì? Hãy quên những tiếng khen chê, những lời phỉ báng, vì tất cả những sự ấy chỉ làm cho chúng ta muộn phiền khi nhớ tới, chứ chẳng làm cho ai vì đó mà cao thêm được một tấc nào hay khỏe thêm đôi chút. Thở thơ ấu. Tôi cất tiếng khóc chào đời từ những năm đầu của thập niên 70, khi đất nước, quê hương của tôi đang hàng ngày thức và ngủ trong nỗi chết của chiến tranh bên một người mẹ nhà quê nghèo nàn và lạc hậu, cùng ông bà nội. Còn cha của tôi là một quân nhân không lực Việt Nam Cộng Hòa. Đời binh nghiệp đã đưa bước chân của ông đi nhiều nơi trên đất nước mang hình chữ S. Và rồi đỉnh cao của chiến tranh là dĩ nhiên phải có bên thắng, bên thua, để qua một thời kỳ mà người ta hay gọi đó là thời kỳ quá độ. Bên thắng sẽ làm vua, còn bên thua thì bỏ chạy hoặc trở thành tù nhân chính trị. Chẳng biết cha của tôi may hay là rủi khi ông đã theo đoàn người di tản vào những ngày cuối của tháng 4 năm 1975, bỏ rơi lại cha mẹ cùng vợ con trên cái mảnh đất mà sẽ có nhiều chuyển biến sau một cuộc chiến đã kéo dài đến mấy mươi năm. Tôi lớn dần theo thời gian cùng người bảo trợ, đó chính là sự nghèo đói và lạc hậu. Cha của tôi được xem là bị mất tích, trong khi ấy thì ông vẫn đang sống ung dung phây phây bên kia đại dương, nơi một quốc gia được xem là văn minh và giàu có, đứng hàng đầu của thế giới, đó chính là Mỹ quốc. Từ ngày Bắc Nam đã nối vòng tay lớn để thống nhất quê hương thì tất cả đều thay đổi. Vì ai lại chẳng có cái tôi? Ông to thì tôi lớn, ông bé thì có cái tôi nhỏ. Và gia đình của tôi được quy kết vào diện con nhà Ngụy. Cái từ Ngụy được hình thành hình như chỉ có từ sau cái ngày Bắc Nam thống nhất thì phải. Ngụy có nghĩa là giả tạo, hay không phải là chính thống, mà còn xem là một kẻ giả danh. Vậy là mặc nhiên tôi đã là con nhà Ngụy. Họ đã bảo như thế. Rồi lần lượt những con đường
được đổi tên, nhà được thay số, có nghĩa là phải đổi mới toàn diện, kể cả giáo trình lịch sử cũng thay đổi nốt cho phù hợp với cơ cấu của đổi mới. Từ những ngày đầu của thời kỳ quá độ ấy, gia đình tôi vốn đã không khá giả gì thì nay lại rơi vào cảnh nghèo túng kinh niên, bữa đói bữa no. Bên cái nồi cơm độn, nào là củ mì, nào là bo bo. Và chuyện dĩ nhiên, vì cả làng đều như thế, chứ nào phải riêng ai. Đã vậy, gia đình của những ai mang tôn giáo Thiên Chúa vào dạo ấy đều được chăm sóc rất kỹ lưỡng, vì đó là tàn dư của Ngụy Diệm, tức là tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Diệm. Nhớ lại khi cái nghèo, cái đói và cái quản thúc đột nhiên từ trên trời rơi xuống sẽ dễ làm cho lòng người sinh ra cáu gắt rồi buông trôi. Lắm người trở nên ti tiện và toan tính với nhau từ vài miếng ăn, từ vài cái mặc, nhân phẩm tự bán rẻ vì cái bao tử, tư cách tự băng hoại vì cái miếng ăn hay một thứ bình an giả tạo mà họ được kẻ khác hứa trao ban cho. Các bô lão từng tự hào là con nhà nho, gặp phải thời nho học xế bóng cũng trở nên đố kỵ nhau, rình rập nhau và đề phòng nhau, trông thật đáng buồn cười. Trong những con người có ý quay đầu là bờ nhưng không ngờ lại là biển ấy, lại có ông nội của tôi. Vậy là ông vùi đầu vào những cốc rượu giải sầu mà mượn rượu để chửi nhân thế, mà khổ nỗi cái nhân thế ấy lại chỉ có hai mẹ con của tôi, nên cứ mỗi ngày hai buổi cơm rượu đề hòa một cách rất gượng gạo. Là ông nội của tôi biến ra một kẻ cả bề trên giảng giải bằng những tiếng lạ để mạt sát cô con dâu và thằng cháu đít tôn một cách rất vô lý và vô cớ. Xóm ngõ xúm lại mà xem, đông như chạy hội. Thế mới thấu cái câu nhàn cư vi bất thiện của thiên hạ. Khi gia đình của tôi luôn là một đề tài sốt dẻo cho thiên hạ bàn bạc trong những lúc trà dư tửu hậu hoặc lê la ngoài phố đầu đường ngõ chợ. Ngày cha tôi ra đi, mẹ tôi trông còn đẹp lắm, nhất là gái một con, như một bông hoa đã trưởng thành toàn diện, làm cho mấy chú khu vực dạo ấy cũng lấp ló gần xa. Hết làm ra vẻ người tốt rồi lại đến răn đe hù dọa. Có lẽ là người con được giáo dục kỹ lưỡng trong đức tin và sống đạo, nên tất cả cám dỗ ấy mẹ tôi đã lướt qua và nuôi nấng tôi nên người. Bà đáng là tấm gương để tôi tự hào về tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Gặp gỡ cao nhân. Với lời thề của mẹ tôi đã từng nói: ngày nào tôi chưa nhận được xác anh, ngày đó tôi sẽ không tái giá. Có lẽ chính vì bí tích hôn phối và lời thề trước nhan Thánh Chúa, dưới ảnh chuộc tội, dưới tượng Trinh Nữ Maria, đã khiến cho mẹ tôi phải chịu đựng suốt hơn một chục năm trời sống trong bất công của gia đình bên nhà chồng. Mẹ tôi đã cố gắng nín thở để qua sông, nhưng vô ích, vì cây có muốn lặng mà gió lại không chịu dừng. Vậy là mẹ con tôi lại bồng bế nhau để về nương thân ở nhà của bà ngoại, để tị nạn ông nội của tôi. Gia đình bên ngoại gồm 6 người con,
4 nam 2 nữ, và mẹ của tôi là trưởng nữ. Còn bên nội thì tôi cũng là cháu một, vì từ cái thời cha ông của tôi cũng là con một, có nghĩa 4 đời con một chấm từ đời ông cố nội của tôi. Người xưa vẫn hay bảo có 5 có 10 thì tốt, chứ có 1 thì vô duyên lắm. Tôi không biết mình có thật sự vô duyên hay không, nhưng thông minh và phá phách, tôi được liệt kê vào hạng nhất nhì trong cái xóm nghèo. Thành ra ngày nào cũng có kẻ đến nhà để mắng vốn. Khi thì ông cụ bị ném đá lên mái nhà, lúc thì bà cụ chạy sang mét với mẹ của tôi: "Bà Tiệc, thằng con của bà nó cắt đứt cha nó cái dây mướp của nhà tôi rồi, chết hết một dàn mướp rồi." Suốt ngày hết nghe người này mắng vốn lại đến người kia, mẹ tôi mắng tôi đến mỏi cả hàm. Đôi khi giận quá vút tôi đến mỏi cả tay, nhưng tất cả đều vô ích. Càng bị ăn đòn nhiều, tôi càng phá phách một cách hung hãn hơn và tinh vi hơn. Hết phương giáo huấn, mẹ tôi đành đem tôi gửi vào tay các vị linh mục và bà Phước. Chỉ có Chúa mới hiểu tôi đã khốn đốn thế nào khi bị tống cổ vào nơi đạo đức ấy. Tôi thành chú giúp lễ cho các cha và làm giọng hát chính cho các sơ, để mặc cho các bà cứ tự do mà sai bảo. Tôi hát cũng hay, nhưng cái chính là tôi mau thuộc bài, nên các ma sơ buộc tôi phải dạy hát cho các em cũng như các bạn. Đúng là thời gian này tôi đang phải sống trong luyện ngục để đền tội của mình. Hàng ngày cứ vào khoảng 4 giờ sáng, tiếng chuông ngôi giáo đường vang lên inh ỏi là tôi phải lo dậy để đi phụ giúp lễ. Lắm khi tôi thầm thì cùng Chúa ban cho ông cha ốm liệt giường liệt chiếu đi, để tôi có thể thoát cái cảnh thức khuya dậy sớm mà lần hạt mỗi ngày. Rồi một ngày kia, các cha có chuyến phải đi cấm phòng xa đến mấy ngày, tôi mừng lắm, đinh ninh là sẽ giải lao được một vài ngày để không phải đến tòa Chúa mà giúp lễ thức khuya dậy sớm. Nhưng ôi, tôi đã lầm khi thấy một ông cha khác lù lù đến để thay cho ông cha cũ của tôi. Ông cha này đẹp trai hơn, trẻ trung hơn, khỏe hơn và siêng hơn. Vừa siêng việc đạo mà siêng cả lẫn việc đời nữa. Ôi, ông dậy sớm hơn, đọc kinh nhiều hơn, đã vậy lại ăn cơm trễ hơn, khiến cho lắm ngày tôi đói đến rã họng. Ông cha cũ thì lại còn có thể được ké chút đỉnh ăn sáng điểm tâm, nhưng ông cha mới thì lại hãm mình không ăn điểm tâm mà lo ra vườn để cuốc đất và uốn cây kiện nữa. Cái ông linh mục này làm cho tôi mất hết thiện cảm với các tu sĩ. Ông thức khuya hơn mà lại còn không ngủ trưa nữa. Cái giờ ngủ trưa, ông lôi tôi ra dạy cho cách làm người và đức hy sinh. Đêm đến thì xách cổ tôi ra để bắt đọc sách và dạy về đạo đức bác ái, cùng lòng phó thác và phương cách để chống lại những cơn cám dỗ. Chỉ có mẹ Maria mới biết kẻ cám dỗ tôi là ông cha này. Tôi phát văng tục vì ông ấy: "Ôi linh mục ơi, ngài có biết ngài là cớ để làm cho con sa ngã không?" Thấy tôi có bộ nhớ tốt và khá thông minh, cho nên một hôm ngài ngỏ ý muốn đem tôi về nhà thờ nơi ngài đang coi sóc để chơi ít ngày. Nghe cái đề nghị ấy làm tôi sợ cuống lên. Đường thương khó. Vậy là lần này tôi chết chắc. Những ngày nghỉ hè, tôi thay vì được nghỉ
để đi chơi với chúng bạn. Từ những trò chơi dân gian, chẳng hạn như kéo co, chơi u hay chơi tạt lon, đánh đáo, cho đến tắm sông. Nhưng tôi không được diễm phúc ấy. Tôi bị ném vào nhà dòng, nơi mà tôi gọi là cái lò nhân đức để học hỏi đạo lý thánh hiền. Ôi lạy Chúa, đi tu khổ quá đi tù. Tôi nhìn được viễn cảnh ấy của mình trong tương lai. Nơi tôi bị đi đày là dòng Don Bosco, một cái nơi mà không có lấy một bóng hồng nữ giới. Quay qua nhìn lại, từ già đến trẻ chỉ đọc một đám đực rượu. Các cha các thầy mặt mày nghiêm nghị đến phát ghét. Tôi có muốn khôi hài một tí cũng chẳng có lý do. Họ sống trong tâm tình thinh lặng, và mỗi việc làm dù lớn dù bé, họ đều nhân danh đức ái mà làm. Kể cả cái chuyện đi hốt cứt bò, họ cũng dành nhau mà làm. Họ tưới lan và uốn cây cho đẹp cũng đều trong thinh lặng. Chỉ trừ cái giờ lễ và giờ kinh nguyện là họ mới chịu há miệng ra để nói chuyện. Thậm chí cả cái giờ ăn họ cũng giữ thinh lặng. Tôi vốn là người hoạt bát, nay bỗng hóa ra người câm. Một lần kia tôi đã quyết định để làm phép lạ, khiến cho các cha các thầy phải mở miệng nói chuyện trong giờ cơm. Hôm ấy tôi lén vào nhà bếp, mang theo 1 kg muối đã được tôi lén mua rồi hòa tan trong 2 cái tô nước lớn. Một tô tôi đổ vào nồi cơm chung của mọi người, tô còn lại tôi đổ vào nồi canh rau luộc sau khi đã được đầu bếp đã nêm nếm xong. Thực hiện xong cái hành vi ấy, tôi ung dung thời thới hân hoan tiến về nhà nguyện. Vì trước giờ cơm mọi người có thói quen vô nhà nguyện nửa giờ. Suốt buổi kinh nguyện lòng tôi hết sức hân hoan, nhất là khi hôm ấy có hát một bài hát: hồn tôi hân hoan vì Chúa, mừng danh Gia Vê là thánh. Ngài không thương ai kiêu căng giàu có, nhưng ai khuyên nhu nghèo khó, Chúa du tình xót thương. Tôi hát to và vui sướng trong lòng lắm, rồi thầm nghĩ: trưa nay cho cha con cái dòng này đói dã học, xem chiều nay còn hát nổi nữa hay im re nhá. Và đúng như tôi đã dự đoán, phép lạ đã xảy ra trong giờ cơm trưa hôm ấy, khi từ cha cho đến con phải treo mồm. Thế mới ứng với lời của Thiên Chúa đã nói: người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng chỉ bởi do lời Thiên Chúa phán ra. Ôi, những gương mặt thinh lặng và thánh thiện hàng ngày chợt cất đi đâu hết, và thay vào đó là ồn ào như một cái chợ. Thầy bếp lập tức bị điệu lên để chất vấn trước mặt bá quan văn võ, giống hệt như cái cảnh Chúa Giêsu bị điệu đến trước công đường của 2000 năm trước. Thầy bếp bối rối, chẳng hiểu cớ sự vì sao mà nồi cơm hôm nay mặn đến thế, và cũng chẳng biết vì sao cái nồi canh hôm nay cũng mặn đến như vậy. Trong tất cả những người hôm ấy bị đói rã họng, chỉ có mình tôi là Gioan Bautista Phan Duy No, vì đã nhai sống 2 gói mì tôm vừa mua ở tiệm tạp hóa khi tôi đi mua muối về để làm phép lạ cho các cha phải há miệng mà nói. Nhưng khổ nỗi trời bất dung gian, ngay tối hôm ấy nhà dòng đã tóm được thủ phạm của nhà, chính là tôi. Vì cái bà bán tạp hóa qua nhà dòng vu cáo là đã thối tiền cho tôi bị nhầm. Có nghĩa bà cáo là tôi đã ăn gian tiền của bà, mà thực tế bà ấy nhầm chứ tôi không ăn gian. Rồi cũng ngang qua bà bán tạp hóa ấy mà tội lỗi của tôi cứ thế được phanh phui ra.
Khi các cha hỏi cái kg muối tôi mua để làm gì và bây giờ tôi để nó ở đâu, ôi cuộc khổ nạn của tôi đã hiện ra rõ rồi. Thế mới ứng nghiệm lời Chúa, Ngài là đứng thông suốt các sự thầm kín trong tâm hồn của con người. Các cha các thầy chúng sinh được dịp mắng tôi té tát, rồi lôi tôi ra nhà nguyện mà quỳ ở đó mà sám hối bằng việc lần chuỗi mân côi. Lúc này tôi mới nhận ra Chúa luôn nghe lời của tôi cầu xin và ban cho tôi những gì trong chuỗi mân côi năm sự thương. Thứ nhất, khi suy niệm về mầu nhiệm Chúa Giêsu lo buồn đến đổ mồ hôi máu, xin cho con được ăn năn tội cho nên, thì tôi đang được ăn năn tội đây. Ôi mầu nhiệm thứ hai là khi Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng, thì tôi đang được đây. Vì cái lũ muỗi đang lao vào tôi, tha hồ mà giúp tôi chịu khó một cách rất là khó chịu. Và mầu nhiệm thứ ba là khi Chúa chịu đội mão gai, ta hãy xin cho được mọi sự sỉ nhục bằng lòng, thì Chúa cũng đã ban cho tôi rồi. Đó là khi các cha các thầy chửi tôi té tát vô mặt ban nãy, dù chẳng bằng lòng tí nào. Thôi, mầu nhiệm thứ tư tôi vội chuyển qua năm sự mừng cho yên thân. Đó là khi Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, xin cho con được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Dĩ nhiên lần này cả Chúa cũng như Đức Mẹ chẳng nhận lời, thành ra tôi vẫn còn sống để viết tiếp những dòng hồi ký. Rồi kể từ sau tối hôm ấy, kéo theo là mấy ngày trôi qua, mọi người cứ coi tôi như người mọi, làm tôi ăn năn vì xấu hổ ghê lắm. Tôi nghe bảo sẽ gửi tôi về cho một ông cha, một ông linh mục đa minh nào đó mà lo học tiến đức. Tuy có lo lắng nhưng cũng vui, vì tôi sẽ thoát khỏi cái chốn luyện tội thinh lặng này. Nhưng đời không như ước mơ lòng người. Thì ra cái ông cha đa minh kia chính là ông cha tôi đã từng gặp. Ông cha trẻ siêng việc đạo lẫn việc đời, thích nhịn đói cái thuở nào. Ôi tránh vỏ dưa, phen này gặp chúng phải cái vỏ dừa. Công danh và những lận đận. Thời gian trôi thật nhanh, cùng biết bao nhiêu thăng trầm vinh nhục trong đời sống. Tôi đã hoàn tục và cũng có gia đình, rồi cũng có con. Dĩ nhiên vẫn là con trai đầu lòng và cũng là con một. Tôi thăng trầm bôn ba, thay đổi nghề như thay áo. Và đứa con đó cũng là con một đời thứ năm của dòng họ Phan theo chính thống. Tôi trưởng thành dần với thời gian và cũng già đi hơn theo từng vòng quay của địa cầu, để trải qua vô vàn khó khăn lẫn vô số những bận phải thay nghề đổi nghiệp như vậy. Và rồi duyên phận đưa tôi đến với cái nghề mà hơn 20 năm qua tôi đã từng theo đuổi, rồi công không thành, danh không toại. Tôi đã bỏ nghề ấy, đó chính là nghệ thuật và sân khấu. Rồi hôm nay tôi lại lạc bước về chốn cũ và có chút hư danh vì nó. Và mặc nhiên tôi trở thành MC ca sĩ nhà văn 3 trong 1 đầu tiên tại Việt Nam của thế kỷ 21 này. Đây là điều mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến, đó là làm nhà văn MC ca sĩ, và cũng là người sáng lập ra sân khấu Sài Gòn thứ 7 tại nhà hát Vườn Lại, số 22 đường Vĩnh Viễn, thuộc về quận 10. Mặc dù cái nghề MC nó đến với tôi thật tình cờ và ngẫu nhiên, còn cái nghiệp cầm viết thì lại càng tình cờ hơn. Hơn 20 năm về trước, tức là vào khoảng năm 1992, tôi đam mê ca hát, nhưng lúc ấy
cái dòng nhạc vàng hay còn gọi là tình ca bolero sau này còn chưa được phép trình diễn. Cho nên có loay hoay mãi mà không sao tiến thân trong con đường ca nghiệp được. E ngại, đau lâu tốn thuốc và mất thời gian, nên đành giã từ đam mê và tập trung cho việc học hành, hòng mưu cầu đường khoa bảng. Vậy là tôi đành chôn sống ca sĩ Hoàng Nhật, nghệ danh của tôi. Tuy phải từ giã đam mê là được biểu diễn trên sân khấu, nhưng ở đời thường tôi rất hay ca hát nghêu ngao, và thính giả trung thành nhất của tôi chắc chắn chính là tôi. Những khi rảnh rỗi, tôi lại nghiên cứu về lịch sử âm nhạc Việt Nam từ những ngày sơ khai và phôi thai của tân nhạc. Từ những năm 1937, với những bài tình ca, với những tình khúc của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, chẳng hạn như Con Thuyền Không Bến, rồi Giọt Mưa Thu, cho đến Biệt Ly của Doãn Mẫn. Rồi một ngày kia, được tin người bạn cùng thời ca hát với mình dạo ấy lìa trần. Cảm xúc với nó khiến cho tôi đặt bút để viết chuyện ngắn đầu tay Dư Âm Một Tiếng Hát. Rồi cũng từ đó tôi viết hàng loạt chuyện ngắn dưới dạng hồi ký mà nhân vật đã thuê tôi viết và thuê tôi đọc, chẳng hạn như Hai Thế Kỷ Một Cuộc Đời mà nhân vật sống tại Pháp, hoặc là Kiếp Dã Tràng nhân vật sống tại Colombia, Giọt Sầu Viễn Xứ nhân vật sống tại Đài Loan, hoặc Cơn Mưa Cuối Ngày miền Trung Những Ngày Cuối, vân vân và vân vân. Thính giả phát hiện ra tôi có một giọng nói nghe cũng êm tai dễ ngủ, cộng thêm nhờ có bộ nhớ tốt và khéo vận dụng lịch sử, vậy là một vài chỗ đã bạo gan để mời tôi làm MC dẫn chương trình. Kể từ sau cái đêm 13 tháng 5 năm 2014 là ngày giỗ 9 năm của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, vì tôi là nghĩa tử trong gia đình ấy nên kiến thức và lịch sử những bài tình ca của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, tôi được nghĩa huynh là con trai thứ của tác giả cung cấp thông tin, đó chính là Anh Châu, Trần Thiện Anh Châu, và nghĩa mẫu là ca sĩ Kim Dung, đã nâng đỡ tôi trong những ngày tôi bắt đầu bập bẹ để trở lại với cuộc sống ca hát và cái nghiệp sân khấu mà tôi đã phải bước dài, và cũng từ đó để bước chân tôi đi lên với con đường công danh. Nhưng tôi không bao giờ mừng vui vì điều ấy. Sở dĩ khi thành lập sân khấu riêng, tôi chọn cái tên Sài Gòn Thứ Bảy là vì ngày mà chính thức xa lìa sân khấu vào dạo ấy năm 1994 cũng là ngày thứ bảy, và ngày tôi đặt bút để viết lại hồi ký đầu tay Dư Âm Một Tiếng Hát nhớ lại tình bạn của chúng tôi cũng là vào ngày thứ bảy. Và bài hát Sài Gòn Thứ Bảy người bạn quá cố của tôi cũng thích nghe tôi hát về bài ấy. Những khi nhớ lại người bạn của mình thì tôi thường hay hát lên với bài hát mà chính bạn tôi vẫn thường yêu cầu mỗi khi chúng tôi gặp gỡ nhau. Sài Gòn Thứ Bảy ngàn hoa trên đường, lòng mình cứ tưởng mùa xuân yêu đương. Đời tôi năm tháng phong sương, dầm mưa dãi nắng muôn phương. Nay tôi về kiếm người tôi thương. Sài Gòn Thứ Bảy còn ai mong chờ? Một người khách lạ về thăm kinh đô. Người lữ
khách ấy là tôi. Lần đi khi nắng đang vơi, gửi trọn nỗi thương cuộc đời. Ô hay chốn đây, bao lần tay nắm tay, nhưng rồi chiều hôm nay tôi đi tìm em nào thấy. Thôi nhé, giây phút sống tơ vương, ngày mai tôi lên đường với những người thương. Rừng chiều vắng vẻ mà sao không buồn, Sài Gòn thứ bảy lòng nghe cô đơn. Còn biết nói những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không giận hơn. Quý vị vừa thưởng thức xong phần 1 của truyện dài Tôi với trời bơ vơ. Mời quý vị đón đọc phần 2. Chào thân ái, chúc các bạn bình an. Sài Gòn thứ bảy ngàn hoa trên đường, lòng mình cứ tưởng mùa xuân yêu đương. Đời tôi năm tháng phong sương, dầm mưa dãi nắng muôn phương. Nay tôi về kiếm người tôi thương. Sài Gòn thứ bảy còn ai mong chờ, một người khách lạ về thăm kinh đô. Người lữ khách ấy là tôi. Lần đi khi nắng đang vơi, gửi trọn nỗi thương cuộc đời. Ô hay chốn đây, bao lần tay nắm tay, nhưng rồi chiều hôm nay tôi đi tìm em nào thấy. Thôi nhé, giây phút sống tơ vương, ngày mai tôi lên đường với những người thương. Rừng chiều vắng vẻ mà sao không buồn, Sài Gòn thứ bảy lòng nghe cô đơn. Còn biết nói những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không giận hơn. Còn biết nói những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không giận hơn. Còn biết nói những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không giận hơn.